Hello, xin chào các bạn. Chào bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Anh Ba Phải. Và ngày hôm nay mấy anh em mình lại tiếp tục ra cái vị trí nơi mà mấy anh em mình đã từng thả diều. Mấy đứa biết anh dẫn mấy đứa ra đây để làm gì không? Thuốc. Hả? Tự nhiên dẫn mấy em ra nguyên đám bọn chi vậy anh? À, chủ yếu dẫn mấy đứa ra chơi làm cái thử thách đó là chặt bò. Cái gì? Bò dính lắm. Không được đơn Phú ơi. Bò ở nhà em còn chọc được chứ mấy con bò này cũng không bẫy chọc không được đơn Phú ơi. Sao vậy? Mấy con bò này hung lắm á, nó mà chạy một cái là sức dây với mình luôn á. Ừ, hung bằng cưng không? Lạ bằng cưng không? Mặc ăn mặc cái kỳ vậy? Anh đi tiểu quên kêu lên. Đi tiểu quên kêu lên. Trời ơi, bữa em bị con bò nó khì một cái, về tối em ngủ nằm mơ bị bò dí luôn. Chạy vòng luôn. Hèn chi bữa đó em nằm kế nó, nghe nó thở nhấp hối như vậy nè. Bò dí vậy luôn hả dạ? Có điều em hơi cay nó khúc sau nha. Lý do? Tự nhiên quay ra đá em muốn nín thở luôn. Lý do? Lúc đó bị con bò dí, mơ chạy đạp chúng mày đó. Trời. Thôi anh nói vui thôi. Chứ nghĩ sao làm cái thử thách này, mấy đứa nhắm làm được không? Làm thử thách này mấy anh em này chạy được chứ ba em là không chạy được rồi đó anh Phú ơi, đừng làm anh Phú ơi. Bộ không có chân hay gì không chạy được. Rồi. Chạy có lại đâu, không khéo nó hút ba đứa em nằm vòng luôn bò luôn á, sắp lớp luôn. Nói chứ bây giờ mấy anh em mình sẽ quay về cái thử thách đó chính là thử thách làm ná siêu to khổng lồ. Các bạn yêu cầu rất là nhiều nha các bạn. Được không? Cái kia bỏ đi. Chế tạo những cái chiếc ná siêu to khổng lồ vào có 102 luôn các bạn. Ná ở đây có nghĩa là những cái chặn ná đó các bạn. Các bạn biết chặn ná bánh chim bánh cò được không? Đó, bình thường có những cái chặn ná nó nhỏ nhỏ vừa cầm tay thôi. Đây mình làm một cái chặn ná làm sao mà nó to, cực kỳ to, bánh mà chuẩn nữa kìa mới hay. Muốn bò hên không? Gì bình thường. Mấy thanh niên này có thù với mấy con bò đằng này các bạn. Cho nên ngày hôm nay mình quyết định là mang mấy thanh niên ra để làm những cái chặn ná siêu to khổng lồ, bánh cho chúng con bò nào lúc con bò đó về luôn. Trời ơi, ở đây nguyên đàn bò luôn các bạn. Coi nè, bò nhiều lắm. Nói vui thì nha mấy anh chị, phải bánh bò nó gì mà cười dữ hả? Không có bắn bò người ta nha. Dạ. Làm ở đây chúng ta sẽ bắn vào một mục tiêu. Đội nào bắn gần mục tiêu nhất đội đó thắng. Và ná phải là cực kỳ siêu to khổng lồ mới được tham gia cái thử thách này. Ok. Nó khác người ha. Nó không được nhỏ, hiểu chưa? Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chia đội. Ở đây có 9 người chia thành 3 đội. Đội nào thắng trong cái thử thách này lấy về giải thưởng trị giá 5 triệu. Wow. Ok. Vừa phải siêu to mà còn phải gì nữa? Bánh chuẩn, y lực. Ok. Rồi, chế đội ơi. Bây giờ ba bạn nữ bước ra. Ba bạn sẽ quýnh tù xì để cho đôi nè. Ra cái gì? Tù xì. Tù đúng không? Quýnh tù xì ra cái gì? Ra cái này. Đứng lại, ai ăn? Hai đứa em ăn. Rồi hai đứa tù xì đi. Rồi, bắp bắt ai? Nhanh dữ ta, không suy nghĩ luôn. Anh Hảo chưa chắc chế tạo đá giỏi mà đúng không? Anh Hảo bắn giỏi lắm đó nha. Nguyên bắt đây. Em bắt quà. Nguyên bắt quà nha. Rồi ok, quà qua đây. Cái nhìn gì trời. Ok. Tiếp tục. Quanh tù xì cái gì cái này. Quanh tù xì cái gì cái này. Hay quá. Ngân trước. Rồi em nhì bắt chót. Ai? Em nhì bắt chót. Là cưng thắng cho bắt hả? Dạ. Rồi, Ngân bên chọn ai đi? Dạ. Chị mời chúng ta bắt lại đi. Thật kìa. Đúng ai? Chị một người tham lam quá vậy, một người thôi. Em đánh gói luôn. Anh Thành là đỉnh lắm chế tạo rồi đó. Thật kìa. Anh Đẳng không có cửa. Bậy. Rồi. Nhanh, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, bắt. Rồi. Rất là yêu quý nhưng bạn xuống đi, bắt nhà đi. Lộn luôn nha. Rồi, nhảy qua đây. Thật qua kia. Đâu có đổ não. Đúng rồi. Rồi, ba đội của chúng ta bây giờ hãy đi nghiên cứu và tìm cho mình cái chàng ná siêu to khổng lồ, mang lại đây và test thành quả của nó, ok chưa? Yeah. Quy định của những chiếc ná của chúng ta là chiều dài cơ sở của nó không dưới 1 mét. Ai nhỏ hơn 1 mét sẽ không tham gia được thử thách này. Ok, bắt đầu. Ê, ông dẫn tôi với em nhả đầu rồi. Tới rồi nè, nè. Cái gì vậy? Hồi nãy á, tôi nghe anh Phú nói á, là làm ná siêu to khủng lồ. Là tôi đí cái cây này nãy giờ rồi, giờ nay mình qua cưa. Ná đâu? Nhóc đó, kìa mấy nhánh kìa đó đó thấy không? Được. Vô. Thì tao đía nãy giờ rồi mà mấy nó đâu có suy nghĩ ra đâu. Mày chắc lấy dây thần bắn luôn đó chứ. Cái nào? Cái nhánh bên đây nè, mày leo chặt cái nhánh bên đây vô tao. Cái này hả? Ừ. còn cờ ở dưới nha. Ok, có gì hỗ trợ kêu tao nha. Ừ. Ở né né dưới rớt đầu á. Bà Nguyên đứng vô phụ nhả đi. Chừng cho mày. Coi. Đi nè. Ông thề ke vậy. Quá nổ. Đi lên em ơi. Cái gì? Tụi này chặt cây mắc mới gì vô vườn mít mày. Tao đi theo cảm tính của tao à. Cảm tính rồi vô đây gì cây đâu chặt. Cái gì? Đây. Nó nghe nè. Nói gì? Nãy lúc tao đi vô đây á, tao thấy cây tràm kia kìa, nó có cái nạn bự lắm nè. Hay là giờ mình lại đó mình đốn hạ cây tràm nó đi, mình lấy phần ngọn thôi, mình bỏ phần thân. Được không mày? Được, đi theo tao. Đi. Có nạn rồi, được rồi, đi theo đi. Đi. Xong chưa? Rồi vô đi. Từ. Lụm đâu nghe cái, lụm đâu nghe cái. Rồi qua đi tao lụm đâu nghe. Hay quá. Qua đi tao lụm đâu nghe. Ấy con đó dép kìa. Để tao. Để tao lấy cho. Vô lấy đi. Tao vô. Ê. Quên kia rồi. Còn cái cơn lại nó dép không kìa. Đây nha các bạn. Ổ không? Tí nữa là cái mỏ xương chu du rồi. Tụi này làm được không mày? Cái gì? Cái này nè. Đó hả? Ừ. Hợp lý rồi. Được nha. Hỏi xuống dưới. Bà cho đưa cái cưa cho. Hỏi đứng dưới. Nồi. To nè, ngon. Cái không? Đưa cua đây. Hả? Cái lưỡi đâu? À, chết cha. Ba tao ngày hôm qua lấy tháo ra mang đi mày, tao quên gắn lại mày ơi. Trời ơi, mày đưa cái này chẳng lẽ nào cái kiếm không có lưỡi. Trời ơi, Nành ơi. Luôn quá Thành. Nành báo nữa rồi, Nành ơi, rồi cương sao? À, để về nhà lấy lưỡi cái. Lẹ đây. Trời ơi. Ủa anh dẫn tụi em đi đâu vậy nào? Nếu đi cũng biết rồi. Mình đi kiếm chỗ rồi Lộc. Mình đi kiếm cái nạn đừng mình làm ná. Phải không? Ê. Tới rồi. Mấy cưng đứng đây đi, cưng bắp đứng đây đi, anh vô lại xíu rồi. Làm gì? Đứng đợi xíu đi. Đi đâu vô bụi vậy cha? Đó, anh vô. Được không? Trong đó làm gì có nạn. Đó anh vô lấy đồ. Nhanh nha. Ủa đồ gì trong đó vậy? Không biết luôn. Hành tới nè. Em ơi. Cái này không được đâu mày ơi. Sao vậy? Đâu thấy không ổn đâu. Ồ, mày sợ ngã hay gì? Không phải. Tao nói cho mày nghe nè. Mày sợ ngã vô mình phải không? Thì mày cưa bên đây nè, rồi mày đẩy ra ngoài. Là nó rớt bên mé đó là không có liên quan gì tới mình hiểu không? Không phải là tao sợ nó ngã. Mà tại vì tao sợ là không phải cái cây này không phải là của mình đúng không? Tao sợ là cây của người ta xong rồi người ta thấy phát hiện mình xong rồi mấy mình vô đồn luôn á. Vô đồn làm gì mày? Bánh uống trà miễn phí á. Đúng rồi. Mà tao đang suy nghĩ cái đó đó. Nhức cái đầu của mày. Thôi mình lấy cái cây này đi, cây này thấy nhỏ rồi chắc không ai chửi đâu. Ê. Đây nè. Thôi cái đó không được, nó siêu to mà. Ê Đặng. Sao? Tao thấy cái này hợp lý hơn nè. Cái gì? Giờ mày sợ cái cây này là không biết chủ là ai phải không? Ừ. Giờ mình chạy ra ngoài ngoại. Cái bùng binh ngay cái lỗ lớn á, mình vô cái bùng binh đó, mình cưa cái cây kia kìa, nó có nặng bự gì nè. Chưa sống. Không đâu mày ơi, chỗ đó người ta trồng mà chặt cái chết luôn đó. Nành có ổn không? Ngay chỗ cái bùng binh là cái lộ, anh cưa cái cây xuống ngã giữa lộ, công an tới. Nên đi. Đúng không? Cái này nó còn nặng hơn là cái việc mình cưa cái cây này nữa. À, vậy thôi, kiếm cái khác đi. Ừ vậy đi, rồi em chui vô đây. Lâu dữ ta. Ngủ không chổng cái gì á. Kìa cái ai kìa. Ủa cây gì đây? Nè, cầm cái gì mà anh ơi. Một cây. Lấy cây này làm gì? Đi. Chờ trước nha. Còn làm gì nữa vậy? A few minutes later. ơi, không chưa anh Hảo. Anh Hảo ơi. Hả? Ai ơi. Trời ơi, nãy làm gì lâu vậy? Cây nữa hả? Ừ. Cây. Ủa mà lấy cây này làm gì? Thôi đi lá nói cho. Đi. Lẹ. Mà đâu mà có mấy cây tre này trời. Ủa cây tre lấy chung rồi. Đây đi anh nói cho nghe. Gì trời? Ủa anh Hảo, anh kể đi, hai cây này lấy đâu? À hai cây này hả? Ây da. Gì anh Hảo? Chết em luôn rồi. Băm cái đầu luôn. Yeah, trời ơi. Rồi. Còn em sao? Ê thằng em, anh nói này cho thằng em nghe nè. Hồi xưa anh còn nhỏ, anh không hiểu chuyện thì tụi mày có thể dí, tụi mày có thể quánh anh được. Anh em tụi mày cũng thế. Bây giờ anh lớn rồi, anh hiểu chuyện, anh biết chuyện, anh không còn trẻ trâu nữa thì tụi bay cũng không được trẻ trâu như thế nữa. Hôm nay chúng ta tới đây là để là xóa bỏ hiềm khích mà quá khứ tao và anh em mày đã mắc phải, và mày sẽ là người là giải quyết vấn đề đó một cách như hai thằng đàn ông. Có giỏi thì đứng dậy nói chuyện với tao chứ đừng có như vậy, mày hiểu không? Anh Thành hả? Anh ổn không? Sao? Nói nó có nghe đâu. Thì sao quay nó quay anh? Nó có nghe đâu, anh nói vậy làm chi? Con mò nè, anh nói chuyện với nó bằng cái đầu. Ừ. Nó cũng có cái đầu, anh cũng có lỗ tai, nó cũng có cái miệng. Thì anh nói với nó thì nó cũng nghe và nó cũng hiểu, hiểu không? Anh không nghe câu là ngu như bò hả anh Thành? Anh nói chuyện với con bò thì khác gì anh ngu bằng nó. Ý mà nói anh ngu hả? Không, ý là em nói gì thôi, hiểu không? Rồi tự nhiên cái vô bẫy bò chứ gì, thương lượng với nó xong chưa? Xong chưa Thành? Hả? Xong chưa? Tao nói rồi đó, tao chưa thương lượng với nó xong á. Mày ngon mày vô mày chặt cây đi, nó hút mày đó. Trời ơi vô lại đi, có gì đâu mà sợ gì. Nở ơi. Nở ơi. Nó nhìn ông kìa. Ông Đăng. Đi đi kìa. Rồi tập hợp đây coi, có đầu cô đồ nghề sẵn sàng để làm cái chặn ná siêu to khổng lồ của mình chưa? Wow. Đã dưới trời che luôn. Che che luôn. Che làm gì trời? Cái này làm chặn ná sao? Mình gạt chéo rồi đó. À ok, tạo ra cái nàng là ok rồi. Tạo ra nàng rồi người dính người bắt. Ừ. Anh có mang đạo cụ qua cho mấy đứa có muốn làm gì làm kìa, dao kéo đầy đủ. Wow. Nhã tìm gì nhã? Dạ. Làm gì vậy? À, em có cái để làm rồi anh Phú ơi. Chà nã của đội em đâu? Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Trên đầu luôn. Đâu? Trên kia kìa luôn. Wow. Có cái nhánh nạn đỏ đó. À thấy rồi. Ok. Đội em đâu? Lên chặt. Dạ. Gì? Đây mới xí rồi nha. Hạn chế đi. Tự nhiên người ta tìm được cái ok lên cưa chặt. Cưa đâu Nguyên? Có lên liền cưa. Cái chặt liền à. Lên cưa đi. Đồ của em đâu? À thì nói chứ là tụi em lát nữa bắt chéo hai cây cam của anh nè, xong rồi tụi em kéo bắn á. Sao? Anh lên chung luôn chứ ở đó lấy cam của anh làm cho ná. Nói chứ cũng có cây anh Phú mà tụi em không dám cưa. Lý do? Sợ cây của người ta ra người ta đuổi đi. Với lại ở ngay đám bọn kia có cây ngon luôn mà bò dữ quá nên không dám cưa. Không giữ lắm hả? Dạ. Tôi giữ không anh Phú. Ê tao cưa đi. 5.000. Không cần. Giờ chắc tụi em phải tìm. Có cần nó lại thương lượng với mấy con bò không? Thôi Phú hồi nãy anh Thành thương lượng rồi. Không bất cần thành. Đâu. Có thành đi mà bất thành gì? Ý là em thương lượng với nó không thành công á anh Phú, nó còn dí em nữa kìa. Ai biết chọc nhiều quá. Nguy hiểm lắm anh Phú, để tụi em vặn óc suy nghĩ xíu. Ok, rồi mấy đứa muốn làm gì làm, trong vòng 6 tiếng đồng hồ sau không có cái chặn ná siêu to khổng lồ, đội đó sẽ không tham gia được thử thách và đồng người vi Việt mất đi giải thưởng 5 triệu dành cho đội đó. Ôi, hên quá đâu mình có. Rồi, đi làm đi. Không đó. Cái gì? Mình chặt mấy cây này chi vậy? Thì để làm ná chứ làm gì? Thấy nhánh này đâu có cái chàng nào nữa làm ná được đâu. Được, cái này làm ná được mà. Bà cứ theo tôi đi làm theo đi. Làm gì? Cái này sao làm ná trời? Được. Thằng ghê mày chặt gì mày? Chặt gốc cây. Chặt gì? Gốc cây này làm cái na đó. Bây giờ mày tỉa cành đi, tao tỉa cái gốc lát nữa mang đi làm cái na. Trời ơi, tao tính đặt ở đây luôn mà. Làm sao mày? Thì chúc mày làm theo tao đi biết. Ừ. Trời ơi. Ê, cưa cành nào à? Bà né ra đi, tôi cưa cái cây trên đây tôi không thấy bà ở dưới đó, hồi nó rớt xuống là bà nhập viện luôn đó. Ông cưa cái nhánh nào nói tôi để tôi biết đường tôi hướng nó coi. Lên được không? Ừ. Lên đó đó. Ôi. Trời đất ơi. A few moments later. Ông Dương nặng mỏi tay đó kìa. Bà gắn cầm xíu đi. Đội mày cưa gì nãy giờ mà gắn ná đâu đánh. Thì hồi đó tao có dàn ná bắn rồi. Đội mày lo đâu mày đi. Ý kiến cái gì? Hỏi không được đúng mày. Ôi, tao ơi. Cái cây này làm dàn ná sao ta? Em chưa hiểu luôn á. Thì cưng cắt hai cây này đồng lại nè, xong cái cưng gác chéo vậy. Nó cột dây lại là cưng có nặng ná cưng bắn rồi. Dạ không? Nè, giờ dắt chéo ngang là có cái nạn rồi nè. Đó, hiểu chưa? Nó vậy đó. Cái lực nó có chịu nổi anh Hảo, lắm hồi mình chém nó gãy hay sao? Nó gãy thì đội mình còn dàn ná sơ cua mà lo gì. Ủa chị nó nào? Thì bà chứ ai, dàn ná cao 1m52. Trường hợp mấy cái dàn ná này nó hư nè, tôi với anh Hảo lấy bà ra, chồng chuối lên, xong rồi banh cái giò ra. Là thành cái giò làm gì cho nội. Thì đó, thành cái dạng ná rồi đó. Xong mình cột dây vô, dương ra, bắn, xong. Hợp lý không? Thôi thôi, tôi làm dạng ná xấu lắm anh Hảo nè. Chân dài miên man luôn. À, chân dài miên man mà cây anh yếu lắm cưng. Không được cưng, ốm lắm. Rồi liên quan gì anh Hảo? Thì... có mà, thì cây yếu đó. Cây yếu sao à, không được. Cây anh yếu chứ giò anh đâu yếu đâu. Nhà bạn nào mà có cây xanh á thì liên hệ Đặng nha các bạn, Đặng nó tỉa cây cho các bạn cho. Bạn coi đó nè, cái cây của người ta là từ cái rừng U Minh mà nó tỉa sao giờ chống trải như cái thành phố luôn rồi. Bạn nào có nhu cầu tỉa mai hay là tỉa cây kiển đâu á thì liên hệ này nha các bạn, nó lại tỉa cho các bạn ơi. Tỉa không đẹp không lấy tiền. Ê ông để cái giò xa xa ra đi, cưa ngồi nó dính vô cái giò là cục luôn cái giò ông luôn á. Tôi cưa mà nói xui xui chứ gì. Thì để ra đi, để vậy là cắt vô vậy là cắt luôn cục cái giò không đó. Để gì cưa mới được nè. Thì nãy giờ tỉa cây xong rồi mình tưởng đâu nó đi làm dàn ná rồi, ai về đâu nó văng dây ra nó nhảy vậy nè. Bắn. Dàn ná của tao chừng nào có. Để chút có, để nó tính đi. Ghê. Ê mày. Nhiều lúc tao nghĩ tao cũng buồn lắm á mày. Nó thì có đôi có cặp, cùng mày cũng có cặp, nhưng mà là cặp sừng. Tao thiệt luôn, tao không biết tâm sự với ai ngoài tụi bay hết trơn không á. Nói chứ đừng có hút tao nha, tao buồn lắm rồi. Nhìn em phú quý bên ai lòng anh nhói đau, vội quen rồi quen bước nào. Xong trên Hảo? Sao rồi? Rồi. Cái dây thun cột nữa, bây giờ cột dây thun nữa là ok rồi. Dây thun lên Hảo. Ủa? Sáng kêu cưng mua dây thun đâu? Chết cha. Sáng mẹ dặn em đi chợ cái em lay hoay ngoài chợ cái em quên mua dây thun luôn rồi. Rồi giờ còn cái gì? Chán thiệt chứ. Có việc mua dây thun thôi anh mua cũng được đó hả? Anh giao cho anh bắp chứ vậy? Thì giờ anh bận soạn mấy này nè, anh đi cắt cây đồ nè. Ôi đàn bà là những niềm đau. Đàn bà là những niềm đau. Trời đúng mà. Đẹp với trời. Đâu Dương ơi coi thử ơi. Nè. Trời tao là kéo lên mà. Ra bà Nguyên chở cây lên. Để tôi đạp cây xuống mới được. Đạp cây chở lên rồi. Đó. Thấy chưa? Rồi vậy vắng á hả? Ừ. Đã với trời. Chứ sao bên tôi làm mà ông còn phải khen trời. Còn dư dây luôn hả? Nhóc. Còn nhóc. Mượn cộng ơi. Xíu gì trả cho. Ê, không có được thằng em. Yên tâm mua. Gì thì mua đi mà mượn gì trời. Bây giờ nè mày mượn con dây tao đúng không? Một xíu mày thắng giải tao mượn tiền mày được không? Tất nhiên là không rồi. Hỏi câu gì khôn với mày. Chứ tao có ai đâu khôn chứ hả? Lỡ rồi mượn đi. Đưa đây. Bây giờ á Cái thời này là thời mà không có cho mượn. Sao thôi sai bằng tiền Polymer. Rồi cái cọng này nãy mày mua nhiêu tiền? 25.000. 250.000. 250.000. Ừ. Có 25.000 à, uống lộn rồi đó. 250.000. 25.000 ơi. 250.000. À đúng rồi, nhớ lộn. Ừ. Cọng này mà 250.000. Mình thấy nè, mình nhìn nó đen hồi nè, nó búng luôn nè. Trời. Mày dắt diện mà, dắt diện luôn mà. Mày đem cọng này qua Dubai bán được luôn rồi đó. Này là nhiều cọng ghép lại nè, thấy không? Mày nói xong mới nhớ tao mua qua Dubai mà. Giờ có mua không? 20.000 thôi. Gì? Giờ chứ tụi bay cũng đâu có xài đâu, bỏ uổng gách gì cũng dục à. Nó nói có hợp lý. Đúng rồi. Đung vô đây 4 cây. Ok, 20.000, 200. Thêm có 2, thêm số 0 nữa chứ nhiêu? 200. Là hết nhiêu đây 200 đúng không? Là 1 cộng 200. Mỗi cộng 4 cộng thì 800. Vậy thôi. Thôi giảm xíu nữa được không? Gán xíu nữa được rồi. Cũng mắc thấy cũng mắc tội. Trăm được rồi, bé gì mắc chứ hả? Sáng quên mua. Trăm thôi. 300. Rồi mày có mua không? Thì mày bán được thì tao mua. Giảm cho nó à. Giảm đi thấy em nó không tội. 150. Giảm xíu nữa đi. 140. Xíu nữa đi. Dạ cuối đi. 130. Ừ. Xíu nữa đi. Chắc tao đá mày luôn quá. Mày thấy có thằng nào trả giá liên tục như mày không? 130. Ok. 130. Cộng 130. Thôi rồi cũng được. 130 đi. Rồi lấy dây cho nó cộng. Hên nó hơn là có rồi. 2 cộng hả? 4 cộng. 4 cộng luôn. Ok. 4 cộng là tính 130 phải không? Cái đầu mày. Mỗi cộng 130. 4 cộng là 350 ở lộn. Tính gì vậy? Về đi nữa. Đi về mày. 520 lộn rồi. Ừ. Rồi thôi vậy lời được rồi. Nè nào. Vậy nè. Ừ. Xin được luôn hả? Xin đâu xin. Mua đó chứ xin gì. Rồi nó trả tiền chưa? Chưa. Ê ông nội kia đưa tiền coi. Đúng rồi. Thằng kia đưa tiền mày. Mày hang quịch lắm á nha. Qua lấy luôn. Rồi, tới con kia. Tiền. Thiếu đi. Thiếu gì mày? Xong cuộc thi này đi, thắng giả tao trả cho. Rồi trường hợp mày không thắng sao? Không thắng thì tao trả dây lại. Tao bán cái nào mà mày quá. Bây giờ án này trước đi. Bây giờ cho nó thuê thôi. Khỏi bán vậy mắc quá. Ừ cũng được, thuê cũng được đó. Ok. Hợp lý không? Thuê rẻ hơn nha. Rẻ. Ok. 50.000 cầu. Thuê gì mắc chứ mày? Thuê dây này mắc hơn đi nhà nghỉ nữa. Thường thuê nhà nghỉ người ta có 50.000 à. Mày vô nhà nghỉ mày mua mấy con này đi. Số bì gì? Thôi thuê không? Giảm xíu nữa được không? Không có giảm gì hết á, nãy giờ giảm bao nhiêu rồi đó. Cái mày giảm hoài đi. Giảm không? Từ 250 không 50. Hả sao? Ok không? 30.000 cộng đi. Không. Rồi trả dây lại đi về. Cộng mắc. 50. Ok, 50. Rồi. Nhớ trả tiền nha. Thắng của Phi trả luôn. Không có vụ thắng. Siêu trả luôn. Xong clip là trả liền á. Kiểu này không biết đánh sao trả được rồi. Nghiệp luôn á trời. Ê Đắng. Gì? Tự nhiên mình lấy cái áo tao buộc vô đây chi mày? Thì lấy cái này làm cái tùm để đựng đạn để bắn nè. Ê, rồi cái khung chặn ná đâu? Thì đây, bắt qua bên đó là làm được cái chặn ná rồi. Ý là giống như trong phim hoạt hình mà cái con gà gì mà nó vậy hả? Ý anh nói Aribert đúng không? Đúng rồi, anh Aribert á. Aribert ai biết gì? Chúng ta làm xong đều biết. Sao mắc mới gì mà không lấy cái áo mày buộc mà mày phải lấy cái áo tao buộc? Thì tao cởi cái áo ra tao làm Ngân thấy nội tại rồi sao? Lấy cái áo của mày nè. Đứng nhìn Ngân. Nghe dữ chưa anh coi vậy? Ủa vậy chứ đi sinh tồn bắt cá vẫn cởi áo mà. Thì hồi nãy giờ mình cũng đã chuẩn bị xong hết rồi nha các bạn. Mình cũng đã cưa cây rồi các kiểu rồi. Bây giờ bắt đầu mình vô dây thun để làm dàn ná nha. Sau hơn 5 tiếng đồng hồ, các đội của chúng ta cũng đã hoàn thành những chiếc chặn ná rồi. Và bây giờ anh sẽ đi review từng cái cho mọi người cùng xem nè. Đây là chiếc chặn ná của đội Hảo Hán. Chặn ná này hình chữ X, được làm bằng tre. Thiết kế khá là đơn giản nha các bạn. Có trang trí thêm cái cánh quạt gió này nữa chứ. Đội này bắn sao? Cái ấy đâu, cái tùng đâu? Em Phúc. Cái tùng này anh Phúc. Gánh banh vô bánh đúng không? Rồi, vậy là bắn thôi. Được không? Được. Test thử chưa? Rồi. Oh, ok, một chút hoạt động rồi biết liền kết quả nha các bạn. Đến vô đây em Phúc ơi. Đâu? Rồi, đây. Thấy không? Đỉnh không anh Phúc? Thấy đó. Nè. Wow. Bây giờ em sẽ cho anh coi công lực của nó như là nội tại. Thôi, coi chừng nha. Bắn thử đây. Được không? Chắc chưa? Rồi. Ôi ơi. Dạ. Dừng lại mặt, không cảm. Có bánh được không hả? Dạ được. Cái này nó hơi trơn. Ông kia làm gì mặc ống quần ống cao ống thấp vậy? Mắt làm cái tùng này nè anh Phúc. Cái gì? Cắt cái quần ra luôn. Em cắt cái quần ra em làm cái ống tùng luôn. Dân chơi mình muốn đâu sợ mưa rơi đâu. Được, để coi qua. Dạ làm mưa trời. Mùa ống cao mùa ống thấp, người ta gọi là quần gió cạp đó. Cái này nó hơi trơn á anh Phú, kiểu như là giải kaki á, nó xịn quá. Cứ phải bánh bên trong này nè, cứ phải đặt cái bánh bên trong này nè. Đúng rồi đó. Thấy chưa? Ok. Mà xíu bắn đi rồi tụi em cho anh coi. Giờ coi còn mấy vòng hoài luôn nè. Bên em to hơn. Chàng nã đâu? Bên em Phú. Cái gì vậy? Đây. Chàng nã cổ điển. Trời đất ơi. Nhưng mà anh Phú nó bắn được mà. Được không? Được. Đâu? Chàng ná nếu nói về siêu to khổng lồ chắc cái này bự nhất các bạn. Sử dụng hai cái cây để làm cái dạng. Bá đội của chúng ta đã sẵn sàng cho những phát bắn đầu tiên của chiếc chàng ná mình chưa? Dạ rồi. Nếu đã sẵn sàng thì ngay bây giờ bắt đầu thử thách luôn nha các bạn. Và mỗi đội sẽ có 3 lượt bắn. Lượt bắn nào gần với cái tâm điểm ở ngoài kia nhất thì đội đó sẽ là đội chiến thắng và nhận về giải thưởng trị giá 5 triệu. Gần cái mục tiêu ngoài kia nhất nha. 3 người đội trưởng của 3 đội bước lên. 3 người này sẽ điều khiển quả bắn về vị trí mục tiêu ngoài kia. 3 người nào? Rồi. 3 người hãy quýnh tù xì để xem ai bắn trước ai bắn sau. Wow, ơi não à. Sao não? Rồi, quả thường sẽ bắn sau nha các bạn. Bắn trong nhất luôn. Rồi, Hảo Hán là người kế tiếp và đẳng cấp là người bắn đầu tiên. Cố lên người anh em. Áo thôi mặc lấy của em rồi Thánh Phúc. Trời ơi, đứa thì sử dụng cái quần, đứa sử dụng cái áo làm cái tùng vậy luôn hả? Cái gì cũng phải hy sinh thôi. Ok. Hy sinh lấy được 5 triệu chứ. Đánh đổi đúng không? Đúng rồi anh Phúc. Và bây giờ là phát bắn đầu tiên của đội đẳng cấp này các bạn. Xin mời đội đẳng cấp bắn phát bắn đầu tiên. Căng và uy lực, bắn nhớ phải gần nha, chỉ có 3 phát bắn rồi đó. Cố lên em. Vâng. Anh Phúc phải. Cái là căng các bạn. Kêu. 1 3. Wow. Một vị trí. Wow. Rồi, tính bắt đầu từ điểm rơi nha các bạn. 1 điểm rơi, cách vị trí khoảng chừng 3 mét các bạn. Xin chúc mừng đội em. Yeah. Và bây giờ là phát bắn thứ hai của đội đẳng cấp các bạn. Cố lên Đặng ơi. Cơ hội chỉ có 3 lần em. 1 2 3 bắt đầu. Wow, nghe được. Quá gần các bạn. Wow. Xin chúc mừng đội đẳng cấp. Chỉ 2 phát bắn thôi mà gần nhém được trung tâm luôn các bạn. Cơ hội cuối. Liệu pha này đẳng cấp có canh ngay vị trí của tâm điểm mục tiêu này kia hay không? Chúng ta cùng chờ xem. Cố lên. 5 4 3 2 1 bắn. Wow. Ôi, phát này có vẻ như là xa hơn so với phát thứ hai nhưng mà vẫn xin chúc mừng. Phát thứ hai có vẻ cách vị trí tâm điểm chỉ tầm 1 mét thôi các bạn. Xin chúc mừng đội em. Yeah. Và bây giờ là lượt đầu tiên của đội Thật Ghẻ. Xin mời đội Thật Ghẻ bắn phát đầu tiên. Không biết bắn sao ta. Đây. Kéo đi. Vô. Sẵn sàng cho em. Rồi. Wow, hay đó. Wow, có dầu này nữa ta. Nghe chưa? Bắn đầu tiên đây. Hay quá. Xa lắm các bạn, khá là xa so với tâm điểm. Nhưng không sao. Như vậy là cũng khá là thành công rồi, còn 2 phát bắn nữa, cố lên. Và bây giờ là phát bắn thứ hai của đội Hảo Hán. Cố lên. Lấy bây giờ thứ nó chịu căng lên. Rớt rồi. Vô đạn đi, thằng Ghẻ vô đạn. Cho ngay rồi, Ôi, hay quá. Cho giữ kìa. 2 3 3. Hơi yếu rồi các bạn. Sau hai phát bắn có vẻ như đội này vẫn chưa lấy được tâm điểm. Và bây giờ là phát bắn cuối cùng, cũng là cơ hội cuối cùng để xem cơ đội Hảo Hán có đưa trái banh về đúng vị trí mục tiêu đặt kia hay không. Chúng ta cùng chờ xem. 5, 4, 3, 2, 1, bắn. Ngay vị trí này. Nghe thông tin từ Nhã có vẻ như trái banh của chúng ta gần vô ngay gần đúng mục tiêu luôn các bạn. Xin chúc mừng đội của Hảo Hán. Và bây giờ là tới đội của Hòa Thượng nha các bạn. Và phát bắn đầu tiên, xin mời. Để xem có đến tâm hay không. Ây cha, phát đầu tiên hộp rồi các bạn. Phát đầu tiên đã bị hộp rồi các bạn. Quá, cố lên quá. Nhiều phát đầu luôn hả? Không sao, mình còn 2 cơ hội nữa em. Cố lên. Và bây giờ là phát bắn thứ 2 của Hòa Thượng. Hãy bình tĩnh và tự tin lên em. Đội kia mặc dù gần chứ chưa có đang ngay tâm. Đội em ngay tâm mới hay nè. Chuẩn bị 5, 4, 3, 2, 1, bắn. Ngay không? Wow. Gần thôi các bạn. Cố lên em, còn một phát nữa. Một phát nữa thôi em. Mạnh lên, thật mạnh lên, hãy sử dụng hết lực lên. Và bây giờ là phát bắn cuối cùng của đội Hòa Thượng. Cơ hội cuối dành cho em. Cố lên qua, hết lực luôn. Bắn. Ây cha, không được rồi các bạn ơi, xin chúc mừng dành cho đội Hòa Thượng. Và sau khi check cam thì chúng ta đã có kết quả rồi nha các bạn. Đội bắn gần cái mục tiêu nhất ở vị trí ngoài kia, đó chính là đội của Đẳng Cấp. Xin chúc mừng wow, một chiếc tràng đá siêu to khổng lồ các bạn. Đội của Hảo Hán chỉ thua vài sen thôi các bạn. Dài sang nữa các bạn. Khoảng cách xa so với cái vòng của mục tiêu, cái tâm điểm. Đây. Và vài mét tên Bố ơi. Tôi vài chục mét thì có. Và bây giờ là giải thưởng 5 triệu dành cho đội của em. Cảm ơn Bố. Xứng đáng công lao của một ngày chưa? Rồi. Thấy cái đội này nó cứ hời mà cuối cùng làm cái chặng ná bự thiệt các bạn. Cái nối giữa hai cái cây luôn. Vẫn chấp nhận nha các bạn, vẫn chấp nhận. Chặng ná siêu to khổng lồ được biến tấu mà. Có gì thì chiều nay anh em cũng mệt rồi, có gì đi ăn mì cay. Đúng rồi, đi ăn lẩu đi. Mì cay ăn nóng. Thôi mời chầu buffet nướng nha. Ôi, ngon nha. Ok, chầu buffet thì nướng sương sương à, gần 3 triệu bạc cho đây á, gần 3 triệu. Ok, cảm ơn. Trời ơi anh em lỡ hứa rồi. Rồi không sao mà anh em vui vẻ là chính mà được không? Mới đó. Trời ơi, 100 tiền bạc nhầm nhò gì buffet được rồi ha. Ok luôn. Nếu các bạn thấy video hay thì hãy để lại một like, nhấn vào đăng ký và nhấn vào cái chuông để hỏi năm anh. Đồng thời đừng quên shop game Khải Huy Kim Cương, mày Refine nó luôn quân giá rẻ tính chất lượng nha các bạn. Đường link của shop game và shop Roblox mấy anh em mình để dưới phần bình luận, các bạn truy cập vào đó để khỏi bị lừa nha các bạn. Sao cho cảm nghĩ về cái trò chơi ngày hôm nay đi chứ hả? Quá là vui anh ơi, không có cái trò nào mà vui hơn trò này. Có giải thưởng là vui hả? Mà không có giải thưởng vui. Em thì khá là tiếc bởi vì cái ná của em nó rất là đẹp. Nhưng mà bắn không có uy lực bằng mấy ná giỏm kia. Em nhường đó Phú ơi. Nhường suốt ngày nhường. Nè em VIP quá nên nó bắn không được xa. Nè anh coi mấy cái chặng ná này, theo các bạn chấm điểm cái chặng ná nào đẹp các bạn. Cái này đội của Hảo Hán thật ghẻ nè. Đội của Hòa Thượng kìa, các bạn thấy không? Đây. Cái này. Đội Đẳng Cấp là xin hai cái cây ra làm một cái chặng giữa thôi các bạn. Vẫn tính nha các bạn, vẫn hợp lý thôi. Rồi. Thôi, đi về tắm rửa nghỉ ngơi, tối mình đi ăn buffet này chứ hả? Có mời anh không? Chắc anh em dẫn anh em thôi chứ anh chơi giải thưởng mà. Chơi giải thưởng anh Phú không có chuyện mà. Đúng rồi. Giờ anh Phú tự mua một vé cho anh Phú đi thì tụi em bao nước cho. Đúng vậy. Ê, nước có 25.000 à, vé đó nó mắc hơn. Cũng bao rồi. Buffet thì anh Phú có thể bao tụi bay được. Tụi bay không cần nói như vậy đâu. Tình nghĩa anh em đặt chính hết. Đúng rồi. Anh Phú khỏi đi ăn đi. Vậy luôn nhỉ? Vậy luôn rồi nhỉ? Thôi được rồi, nói vậy thôi chứ cái vé buffet này anh tự lo. Còn ví dụ đội Đẳng Cấp không lo ai được vé buffet đúng không? Thì... Mấy đứa cứ ăn thoải mái đi. Ok. Tiền bạc mới đi trả. Ăn trả. Thôi nói vui thôi. Thôi bây giờ về nghỉ ngơi nè. Dạ. Tạm biệt mọi người.